đây là lá thiếp bên tuần phủ. Người ta cho hay bữa nay sẽ có ông Mai đưa công tử từ Ba Bôi qua đây coi mắt con Hoa Mộc Lan. Vậy mà nó đi săn tới chừng này nó chưa về. Ờ đó, nó về tới rồi đó. Lát nữa đây sẽ có ông Mai bên tuần phủ đến nhà mình. Còn bảo trẻ lo pha trà cho cha đãi khách mà. Dạ thưa cha con, dẫu đi đồng đô, khách không đến sau nước nôi chi bận đồ. Của sách của cha mà tại sao không biết? Dạ con đã gặp khách hồi sáng. Trời đất ơi, chắc là con gái tôi nó trổ tài như khách rồi. Nên khách thua khách về luôn. Chắc khách bị nó rượt chạy nữa rồi chứ gì. Thôi thôi được, để tôi qua xin lỗi người ta. Tôi đi nha bà. Thưa mẹ, việc con nhờ mẹ thưa lại với cha con, mẹ có nuốt chưa mẹ? Cha con đã không bằng lòng mà còn rầy la mẹ, tại sao không biết dạy con, ngăn cản con, để cho con có những ý nghĩ ngông cuồng như vậy? Bởi vì xưa nay việc chinh chiến là do bọn Nam Nhi, còn con là gái thì ai cho phép con đi đánh giặc? Mẹ ơi, đành rằng con ra đi sẽ xa dân tình thương của mẹ, nhưng con sẽ tìm được niềm thương trong khối lửa biên. Đến xin thọ giáo dài đường quyền tuyệt kỹ. Bà thấy không? Già như ai chứ già như tôi vẫn có kẻ tìm mà thọ giáo rồi, bà thấy chưa? Tôi biết ông tài lắm mà. Ra mời cậu ấy vào con. Dạ. Dạ kính chào lão ba. Cậu ở đâu? Đến tìm tôi có việc gì? Dạ tiểu sinh đầy quyết tìm danh sư để gắn công học đời. Ngài đừng từ chối mà bảo rằng già yêu chưa khắp trong vùng này. Ai sinh bằng nấu ống? Đó là khi tôi thiếu thời, chứ tôi nay tuổi ngoài 60 có đáng chi làm thầy được ai? Dạ, ví dụ như có người mời lão ba tự tài, lão ba nghĩ thế nào? Chắc là tôi từ chối à. Thảo nào, thiên hạ đồn rằng Mai Hoa Trang hiện giờ không còn một ai đáng gọi là người có võ nghệ tuyệt luân. Đang cho đám hậu sinh cúi đầu thọ giáo, lời ấy quả không sai. Và xin cáo từ lão ba. Khoan đi đó cậu. Nè, cậu muốn tỉ thí với tôi chăng? Dạ cháu đâu dám, chỉ mong học hỏi được vài miếng để phòng thân. Cậu khỏi cần khiêm nhượng. Đây trước sân của khoảng đất trống, tôi với cậu ra đó mà thử tài. Xin mời lão ba. À, dạ xin lỗi cha. Trời ơi, con Hoa Mộc Lan quá rồi, dám cải trang cho tao nhìn không ra mà tỉ thí với tao hay không? Ông đã biết rõ thực tài của con gái ông chưa? Rồi ông hứa với tôi gì ông nhớ không? Được rồi, mà điều có ra đi phải ráng làm sao cho rạng rỡ tâm môn, đừng để mất phẩm giá làm tủi nhục kiên họ qua mấy đời quanh liệt. Này Hoa Mộc Lan, ngoài ai quan hay làm cho rạng tâm môn, bao kim của cha từng
kiên họ nhà ta. Còn nhớ kỹ đừng có quên lời thân phụ dạy khuyên, con nguyện làm cho rỡ đàn phẩm gái ngoài biên cương, nguyện nay tạo từ hung tặc, con ráng mà bảo trọng lấy thân trên quãng đường xa, con đi giữ gìn nước non mẹ tháng ngày đợi con. Thu Sương em đi, em bỏ anh ở lại sau Thu Sương. Bà biết tôi đi theo đặng giúp đỡ Tiểu Thơ, anh ở nhà ráng lo hầu hạ ông bà, không phải lãnh công việc là chui kẻ cù lúa đặng ngủ nghe không? Trời ơi, kẻ ở người đi, cái cảnh biệt ly sao mà nó buồn vậy? Anh ở nhà lo cưới vợ đi, đừng có chờ đợi tôi ngăn hàng chi. Em ơi, em nỡ nào thốt ra một câu nói não nề, cay đắng chua hơn dấm và chát hơn nước cốt chè tươi dậy Thu Sương. Thu Sương ơi, em đâu có biết anh thương em ở chỗ đồng chung cảnh ngộ, hai đứa ta ở đỡ một nhà. Như năm xưa anh bị ho gà, em lo hai thuốc cứu chân gừng cho anh uống. Một lần nữa anh đau bệnh thủng, em lo nấu sôi trộn tỏi cho anh ăn. Ơn của em đến chết anh vẫn còn mang, kiếp này đã không được kiếp sau anh nguyện làm thân trâu ngựa. Nói một hồi thì nói xàm hả, cái tật của anh nó chết cũng có chừa. Trời ơi, rồi bây giờ anh lại phải xa em. Ôi, người ở lại cõi lòng lạnh ngắt, kẻ ra đi xa lắc xa lơ. Em ơi, anh đợi chờ em như nắng hạn, chờ mưa như con cá chẽm, chờ nấu chua kho mặn. Thu Sương ơi, cái tình của anh cũng như cây đờn lên dây lằng tăng lẳng tảng, đang chờ em để hòa lên cái bản duyên nợ tương phùng. Nhìn em mà tê tay dạ anh hùng. Anh hùng lắm Thu Sương à, nhưng không phải anh hùng ở ngoài trận mạc, mà anh hùng là chỗ biết sợ vợ sợ con. Đàn ông sợ vợ thì khôn, vợ nạt hết hồn mới đang bực mày râu. Thương em chẳng biết để đâu, để trong túi áo lâu lâu anh dòm. Tấm lòng của anh thì em biết lâu rồi, nhưng không biết khi xa nhau anh còn giữ được chút tình như trước không? Được chứ sao không được Thu Sương. Em ra đi rồi mỗi lần anh nhớ tới em, anh sẽ gọi tên Thu Sương 1.000 1.000.000 tiếng. Cho đến khi hơi thở mỏi mòn rồi anh sẽ ngã lăn ra mà chết. Mà khi anh chết rồi thì trái đất ngừng quay, mặt trời không còn ánh sáng nữa. Thu Sương ơi, em đi rồi anh nhất định con nước anh không thèm ăn. Ban đêm anh không thèm ngủ, râu ra anh không thèm cạo, mà mình dơ anh không thèm tắm. Đó là để tỏ chút lòng chung thủy với Thu Sương. Thu Sương ơi, em đi rồi anh nhớ em lắm Thu Sương à. Xa em như gió xa mây, như chim xa tổ, như cây xa rừng. Nhớ em như Tết, nhớ bánh chưng hừng đông, nhớ rượu nửa đêm, nhớ mèo. Thôi em đi nghe anh Hằng Di, ở nhà mảnh giỏi nghe anh. Em đi mảnh giỏi nghe em. Bội Ngọc, sao con không vào phòng riêng an nghỉ để ngày mai? Để ngày mai con vĩnh biệt tạ gia trang, xa miền quê, xa mấy cội mai vàng, để vĩnh viễn sống trong rừng núi thầm. Bội Ngọc con ơi, cha cũng thấy nát lòng ra vàng mảnh, khi đời con là ngang trái dở dang. Cha cũng chẳng ngờ đâu trong chuỗi ngày tàn, còn rơi lệ trước cảnh bể bàn duyên con tệ. Cha ơi, rồi đây chiếc kiệu hoa sẽ đưa con về với nơi rừng xa thầm. Trong khi tân nương gục đầu thốn thức bước du quy ước đẫm lệ ly sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thưa cha con mới về. Mày đi đâu hôm nay mất biệt vậy thiếu tiên? Còn hai chú em này là ai? Dạ đây là anh Hoa Mộc Lan và anh Thu Sương. Hai nấy đi nhập ngũ tùng quân, con mới cùng hai nấy kết tình bằng hữu, nên con mời hai nấy về nhà mình nghỉ đỡ một đêm. Con nghe nói tên tướng cướp Lưu Hồng nó cho người đến bảo cha phải gả con Bội Ngọc cho nó, phải không cha? Phải, nó hẹn đúng giờ dần ngày nay nó sẽ đến rước dâu. Nếu cha cãi lời, nó sẽ phá tan tại này đã bình địa. Cha rầu cũng không biết chừng nào. Thưa lão bá, cháu xin lão bá đừng buồn. Cháu tình nguyện diệt trừ tên cướp đó để gỡ rối cho gia đình bác. Anh thiếu tiên, anh lo sắp đặt theo kế của tôi nghe chưa? Kìa, bọn nó đã tới. Anh Hoàng Mộc Lan, anh vào trong mau đi. Dạ mừng Dương Ba mới qua. Chào anh hai, anh hai cho em rước dâu gấp gấp đi nè. Dương Ba nó qua mà có đem theo lễ vật gì không? Theo phép thì phải có 300 lượng tiền chợ, 100 lượng tiền quần áo và một con heo quay. Ý, anh Toan làm khó tôi ha. Trời ơi, tôi phá tan cái nhà này anh hai à. Ý khoan khoan đình thủ bơ Dương Ba. Chưa chi mà Dương tính quá, nhà nghe rễ như Dương Ba thiệt tệ quá mà. Ai bảo nhà ngươi dám đòi lễ nghe vật, em ngươi được làm áp trại phu nhân. Làm vợ của ta quá là điều vinh hạnh, sao nhà ngươi còn tỏ ra ương ngạnh. Ta nổi nóng lên thì sẽ khổ đó nghe chưa. Mày đâu khiến kiểu ra mau. Yeah. Hãy đó. Trà 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 nhớ ta rồi. Dạ thưa chàng. Trời, tôi mới là chàng. Vậy chứ chàng là gì? Thì tôi là chàng chứ là gì. Vậy mà chàng làm em hết hồn. Nhờ chàng đã thắng bọn cướp nên cha mới gả thiếp cho chàng. Chàng có vui không chàng? Vui, vui muốn khóc mà. Sao lại vui muốn khóc? Tôi có điều này muốn tỏ thật cho nàng biết mà kỳ quá. Việc gì chàng lại cho là kỳ? Mà thôi, bởi vì ráng ngày mai tôi sẽ lên đường ra biên ải. Xin nàng hãy vui lòng để tôi được toại chi bình sanh. Rồi đây có những khi chén rượu rót đầu gần, hay những lúc nhung cửa phơi trước gió, khi sương trắng phủ văng đầu cây cò, khách chinh phu rồi ngựa trốn biên thuyền. Nhìn lá vàng tung bay, có gợi mộng hồn về nơi quê cũ. Đại như tương bóng ai phương trời mọi còn đợi trong. Mộng hồn chưa trọn giấc khi nam ca
chàng tên Di Vũ bụi Trường Sa, chưa nản chí mài lâu năm từ thì nơi chung thăm quê người cố cũ, hãy nghe yên tâm mà đợi vui tàu cùng. Mũi Ngọc ơi, tôi có một tâm sự bên lòng khó tỏ, ngày trở về đàn sẽ rõ nguồn. Sầu lắng lẽ thuyền ngư phố chập chờn, anh nghe lửa như báo hiệu cuộc chia lìa khi trống điểm tàn canh. Em chờ khi chấm dứt cuộc đao binh sẽ ra trước cổng đón người xưa trở lại. Em sẽ vui cho ai bụi đường ngoài biên ải và trao tận tay ai mấy cánh mai vàng, mấy cánh mai nơi cổng vườn xưa của ngày vui năm cũ. Mà trong buổi chia lìa ta đã trao lời hai thể sơn minh. Này hiền tế, con cùng nghĩa huynh con lên đường giết giặc, lòng cha già thật tội chi bình sanh. Cha hy vọng ngày hai con phản hồi cố quận, cha sẽ sống để nhìn thấy cảnh đoàn tụ nhất gia, châu hoàng hiệp phố. Con xin bái biệt nhạc gia và em Bội Ngọc. Kho lương à? Vậy anh báo cho em hay tin này, anh vừa được nguyên soái giao cho chức vị tiên phong. Anh mà lãnh chức tiên phong thì chức tổng binh sẽ về em chắc chắn. Khi lên chức tổng binh biên cường, em qua đã hết cơn lo buồn. Ngàn đời không quên tình anh, vì ơn sâu nặng nề. Em còn xem nhẹ tình mang, như người xa lạ nào đâu. Bọn ta lùi bàn tay thì có chi đâu ngại ngùng. Tháng ngày ta sống bên nhau, nhờ bao phen bạn đùm bọc. Miễn là anh đi được em qua, đừng xem anh như một kẻ xa lạ. Vậy kể từ đây trong tướng quân của anh sẽ có qua tướng quân hiền đệ. Đa tạ, đa tạ. Để mừng tình bằng hữu của chúng ta ngày thêm bền chặt, anh xin mời qua hiền đệ một chén rượu đầy. Cảm ơn Ly huynh. Ly huynh ơi, ngày nào dắp giá dẹp xong, giải ngủ về anh có cưới vợ không? Anh có dĩ hôn thê chưa? Anh có để ý đến cô nào chưa? Trái tim anh chưa rạn nứt gì tình, mà cũng chưa có bóng hình ai ngự trị. Chắc khi anh có vợ rồi anh quên em quá. Tình chồng vợ tuy mặn nồng tha thiết, nhưng đâu có sánh bằng tình tri kỷ thâm vàng. Em đềm thì đã như cùng cảm thông, trong cảnh cô đơn của nghi cuộc đời chinh nhân. Trong đảng ta
khói lửa xa trường, hay những đêm sương mờ xuống lạnh nơi chiến tuyến xa mờ, tại nghe tiếng trong đồn sang canh. Khi ấy bên nhau ta ngồi hàng nguyên tâm sự dưới ánh trăng mờ, chuyện tâm tình đổi trao. Dẫu mai sau hai nhà chia lìa, anh chắc rằng tình bạn không phai. Xa xôi nơi góc bể biên mây, anh nhớ mãi bóng hình ai. Phải chi đâu ta là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài thì hay biết bao nhiêu. Cái gì thưa Hiền Huynh, ai làm Lương Sơn Bá, ai là Trúc Anh Đài? Em cũng dành làm Trúc Anh Đài, như vậy cũng được. Em làm Lương Sơn Bá cho, còn anh làm Trúc Anh Đài đi. Đâu có được, anh to dốc hơn em nhỏ thó hơn, em làm Trúc Anh Đài mới phải chứ. Giả tỷ như em là Trúc Anh Đài thì Hiền Huynh nghĩ sao? Anh không nghĩ sao hết, vì nói đùa mà chơi cho vui. Chứ em với anh mà làm sao là Trúc Anh Đài Lương Sơn Bá cho được. Theo em cho Lương Sơn Bá là một thằng ngốc. Vì ai đời gần gũi học tập với Trúc Anh Đài suốt 3-4 năm trời mà không biết Trúc Anh Đài là gái giả trai. Đàn ông có to lớn dình dàng chứ còn ngốc lắm em. Thật thì sao, đàn ông ngốc lắm hả? Không ngốc lắm nhưng mà đều có hơi đần đần. Thảo nào. Kìa Hiền đây, Hiền đây nói gì? Em muốn nói, có những buổi chiều vàng thôi thốt nắng, ai có nghe trong mây tiếng tim đau, hay những đêm trời nhạt ánh trăng sâu, có dòng lệ rạc rào tuôn chảy mài. Lần muốn nói sao đôi môi khép lại, nói gì đây ai hiểu được lòng ta. Trong tất gian như mây dầm quang hà, ngày dằn vặt như là muôn thế kỷ. Qua Mộc Lan người em yêu quý, em ơi chẳng hay thất vọng điều gì. Người chiến binh không được phép cuồng si, đừng mơ chuyện Trúc Anh Đài Lương Sơn Bá. Không, anh không bao giờ biết được tình riêng của ai cả, thì đừng vội xem rẻ cuộc tình riêng của Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Em đã gửi niềm riêng theo tháng đồng năm dài, theo tình cảm của em anh cho là quỷ mị, thì tình cảm của anh em cho nó là cằn cỗi khô khan. Đêm nay trăng xí mây tan, rượu vừa lưng chén da càng ngẩn ngơ ngàn năm. Chưa cạn sầu mơ, tình em là một bài thơ đoạn trường. Này chư tướng, ta rất lấy làm lạ, không hiểu tại sao từ khi ta được lệnh Thanh Hoàng xua binh dẹp loạn, thì rỡ hồ chỉ giao phong có mấy trận rồi lại khoai quân qua sông án binh bất động, không biết chúng có ý gì. Thưa nguyên soái, có Lý Quảng và Hoa Mộc Lan xin vào ý kiến. Cho vào. Dạ. Vừa trông thấy một đêm trời hiền, nên vội vàng vào tận chốn trung dinh. Đêm ấy ra sao tướng quân mau khá phân rành. Cho bốn xoáy được hán tường cơ sự. Ngoài biên giới trong ma tây tương nam, theo gió tu đàng qua bay sang em có đi mơ nghe trắng lầm.
nếu như thế hẳn nhiên có điểm lạ, ta càng nên cẩn phòng. Vì theo ngu ý tiểu thương sợ rằng rõ hồn tấn công đêm nay, xin nguyên soái truyền phục bình tư hương dắt vào đây sẽ rước lấy bài dòng. Lời hai tướng hợp ý ta, vậy để ta cho triệu tập tướng sĩ để phòng rỡ hồ cướp trại đêm nay. Quân sĩ, giặc hung nô đã thảm bại trốn qua sông, truyền quân sĩ rượt theo truy nã. Kìa Thu Sương, anh đã bị thương, mau ước giả dây để tôi xé áo anh ra xem có vết thương nặng nhẹ thế nào. Đừng có xé áo đâu mà được, xé áo ra quay sao được. Sao lại không được? Anh đã bị thương, tôi xé áo anh ra xem vết thương là bổn phận của tôi, tại sao anh không cho? Đâu có được. Sao vậy? Anh biết không, là vì từ bé thơ đến lớn không ai bó vào mình, dài cỏ ghê nhột nhạt quá chừng. Nhưng mà vết thương máu chảy ướt dài lòng tôi không yên. Tôi nói tôi còn mạnh, anh đừng kiếm chuyện. Tôi kiếm chuyện gì đâu, để tôi cởi áo cho. Trời, đâu có được, đâu có được. Quay kìa, anh chạy đi đâu? Sao bị thương mà không cho cởi áo? Anh Thu Sương, Thu Sương. Qua hiền đệ, cánh tay em bớt nhất rồi chứ? Cảm ơn anh đã bớt nhiều. Anh qua đây cho em hay một tin mừng. Tin mừng gì vậy anh? Nguyên soái có ý muốn gả người con gái duy nhất của nguyên soái cho em. Trời, thật vậy sao anh? Sao hiền đệ không vui? Hiền đệ có tâm sự gì chăng? Em thu thật với anh là em đã yêu một người. Phải. Và cũng được người ta yêu lại. Chưa. Nghĩa là em đang suy tình một cô gái. Không. Ủa, không lẽ một thiếu phụ? Không. Vậy chứ ai? Một người. Một người gì? Ở đâu? Ở đây, gần đây. Ở đây? Gần đây không cô gái nào đâu. Em mê sản chăng? Không. Vậy thì em có thể cho anh biết người ấy là ai chăng? Mà, à, anh nhớ rồi. Thảo nào trong tiệc rượu đêm nọ, em cứ nói xa xôi với anh hoài mà anh nào có biết. Vậy người ấy là ai? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ liệu giúp đỡ cho em. Một ngày gần đây anh sẽ rõ. Còn bây giờ? Còn bây giờ, anh hãy để em sống mãi trong niềm cấm lặng. Nuôi làm chi cho cay đắng thêm nhiều. Ly huynh ơi, em sợ buồn và sợ cả cô liêu. Khi đêm xuống tâm hồn thêm trong trai. Qua Mộc Lan em qua nhiều cảm nghĩ, phẫn làm trai với khoác mảnh nhung bào, vượt trong gai và nuôi thẳm đèo cao, mang chi cả những mong đền nở nước. Ngoài trận tuyên chưa sờn gan lùi bước, sao lại chịu bo tay trước trận giặc tình. Anh ơi, giặc hung nô ti chưa giết được em, nhưng giặc tình ai đã giết mòn tâm nào. 10 năm qua trước làng tên mũi dao, đã 10 lần la úa rụng sườn non. Đã mấy phen trong trăng khuyết lại tròn, buồn vẫn đóng trong buồn tim vậy chứ. Em cảm thấy đã yêu người tha thiết, họ vô tình có rõ biết em đâu. Ly huynh ơi, hãy hàn gắn dùm những vết thương đau, và an ủi một người em nhiều cam ly. Hiền đệ, anh biết lời lẽ chi an ủi khuyên lên người chiến hữu, trong khi hai ta chỉ là hai kẻ mài râu đang xông pha nơi cát bụi ra trường. Cảnh mưa nắng gian lao chưa làm cho nhục chí càng ngày cường. Hiền đệ ráng lo tình dưỡng, đừng nặng lòng với tuổi hận sâu thương. Đâu có kiếp sống nào quanh liệt phi thường, cho bằng đi đời sống của quân nhân. Cũng không tình yêu nào tha thiết đậm đà, cho bằng tình thương chiến hữu nơi chốn biên kỳ. Nhị vị tướng quân chuẩn bị rước nguyên soái. Kính chúc nguyên soái khang an. Nhị vị tướng quân hãy bình thân. Qua tướng quân, chẳng hay vết thương kia có thuyên giảm phần nào chăng? Đa tạ nguyên soái, nhờ tú khay thầy giỏi nên vết thương của mạc tướng là gần lành. Kính chào nguyên soái và qua hiền đệ. Lý quản tôi phải trở về bản trại lo việc điều quân. Lý tướng quân cứ tự tiện. Kính thưa nguyên soái, chẳng hay nguyên soái có điều chỉ cần đến mạc tướng.
bổn soái vừa được hai tin vui. Tin thứ nhất, lĩnh Thanh Hoàng hạ lĩnh hồi trào và cho giải ngũ như thanh niên ái quốc, đã bỏ cái công việc ruộng nương nghiêng bút để nhập ngũ tùng chinh. Trong số ấy có qua tướng quân. Tiểu tướng được giải ngũ về phụng dưỡng cha mẹ già cũng nhờ ơn nguyên soái. Nhưng nhờ có qua tướng quân bài kế mà dẹp tan binh mã của Rỡ Hồ. Từ lâu rồi, bổn soái có lòng yêu thương qua tướng quân như đứa con ruột thịt. Huống chi bổn soái Cam Phúc không có được một trai nối dõi, mà hiếm hoi chỉ sanh được một gái năm nay vừa đúng 18 cái trăng tròn. Phần tài sắc nức tiếng cầm kỳ thi quả, ta có ý chọn qua tướng quân làm rể đông sàng, chẳng hay tướng quân nghĩ thế nào? Câu duyên nợ phải do nguyên đường tiểu tướng Tây giam đâu nghề tử quyền. Qua tướng quân chớ nên phụ lòng của ta. Xin hứa một lời, các câu duyên nợ đôi ngày nữa đây ta sẽ sang nhà viếng thăm lão huynh. Nguyên nhung đã dài, tôi thêm mấy ngày trước tin vui bất ngờ và rối như đường tơ. Dạ thưa nguyên soái, mặt tướng muốn dặn cảm tạ nguyên soái, nhưng tướng quân đừng phủ lòng ta. Thôi, ta phải trở về chánh trại để lo tổ chức tiệc tiễn hành qua tướng quân về cô quận. Qua hiền đệ, anh vừa hay tin em được giải ngũ nên vội vã qua đây nói em vài lời từ biệt, vì sợ giữa tiệc đông người hai ta không thể trút cản tâm tình. Ly huynh ơi, được giải ngũ về thăm cha mẹ, lòng mừng thì thật là mừng. Nhưng khi nghĩ đến anh, người bán hiền đã từng sống bên nhau nơi trận tuyến, lòng để sao bóng thi xúc động bồi hồi. Hiền đệ ơi, rồi để gian trời góc bể, em có còn tưởng nhớ đến anh chăng? Em quên làm sao được trong những lúc sống chung cùng nơi chiến địa, lạnh lùng sương tuyết phù. Hiền đệ ơi, anh cảm thấy nỗi buồn cô đơn rây rứt khi hay tin em được lệnh Thánh Hoàng giải ngũ biệt biên cương trở lại quê nhà. Biên ải nghi thôn trang biết khi mấy dầm quan hà, anh với em ta nhau tuy không vĩnh viễn, nhưng biển trời gian đoạn tình ta. Rồi đây trong những vì buổi chiều vàng nhìn bụi cuốn đường xa, anh ngỡ là hoa mộc lan nhớ nghĩ người bạn cũ, nghĩ nên buồn cương hầu trở lại biên thuyền. Mộc lan hiền đệ, ngọn bạch lạp đêm nào từng soi bóng hai đứa mình đọc sử kinh, cũng như dần trăng nơi đỉnh núi từng in bóng đôi bạn tình son trẻ. Hiền đệ ơi, giờ đây anh lại có ý nghĩ ngông cuồng, anh là lương sang bá, còn em là người trong mộng. Anh vòng tay âu yếm và khe khẽ đi, anh kêu lên đi ba tiếng chúc anh đài. Chúc anh đài ơi, anh mong sao buổi chia tay hôm nay không phải là ngày chia tay vĩnh viễn, để một ngày nào anh sẽ đi gặp nàng tại chúc gia trang. Lý huynh, anh ác lắm, anh nói đùa làm em buồn quá. Cái gì anh là lương sơn bá, còn em là chúc anh đài hồi nào đâu. Ủa, tại sao em lại khóc? Anh hùng gì mà khóc?
Mà anh cũng muốn khóc đi. Nhưng lễ này là lễ Nam Nhi, chết không sợ mà anh chỉ sợ buồn biệt ly. Ta mà khóc nghĩ cũng lạ kỳ. Phải, vì hai ta nào phải lương sơn ba chút anh đài, mà lại lã trả dòng cháu khi tiễn đưa nhau tại Nam Sơn tiểu lộ phải không anh? Thôi, xin từng giả ly huynh. Quá hiền đấy. Trời ơi, Hoa Mộc Lan tiểu thư bảo phải lo chuẩn bị hồi hương, gấp quá làm sao mình từ giả anh thiếu tiên. Ba anh thiếu tiên. Việc gì vậy Thu Sương hiền đệ? Để được lệnh dạy ngủ về quê, anh đã lại mạnh giỏi nhá. Thu Sương được dạy ngủ à? Sao không cho anh hay xuống? À, còn thằng Mộc Lan, em rể của Quang. Anh Hoa Mộc Lan cũng được dạy ngủ nữa. Không biết nó có tính ghé thăm vợ của nó không? Chà, đi đánh giặc gần 9-10 năm, tôi sợ nó quên mất con em gái của tôi quá. À, anh Thiếu Tiên à, em hỏi anh điều này nhé. Anh muốn vợ không? Chà, đi đánh giặc thì quên mất cái chuyện ái tình và phụ nữ. Mà khi thanh bình sau cái đó nó quậy lên trong bụng nghe rồ 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 rồ. Anh có yêu ai chưa? Chưa yêu, nhưng có cảm tình. Ai vậy? Thu Sương. Bạn trai mà tôi có cảm tình còn hơn bạn gái. Thu Sương ơi, trong những lúc nguyệt mờ sâu lặng chung biên thủy nghe tiếng nhạn kêu sương. Tôi nghe như rai rứt cả can trường, bởi đời chính lữ còn mang nhiều cảm lụy. Sương ơi, nhìn mặt nhau tôi nói chẳng nên lời. Mười năm chẳng biết bao nhiêu điều kỷ niệm. Thu Sương ơi, cánh nhạn tung mây biết ngày nào trở lại. Thu Sương có xa tôi xin đừng quên người bạn chiến binh đã từng sống bên nhau nay do bãi trăng. Tôi quên làm mà sao những kỷ niệm êm đềm. Sau khi tôi xa cơ ngoài bãi chiến thì Thu Sương dùng băng bó vết thương. Vết thương kia đã hàn gắn lại bởi thời gian, thì tình bằng hữu tim nặng này tha thiết. Phải chi em là gái thì sẽ là người yêu trong mộng của anh rồi. Thôi xin chúc Thu Sương thượng lộ bình an. Anh Thiêu Tiên, sau này có dịp đến Hoa Gia Trang, anh sẽ gặp những chuyện bất ngờ đang chờ đợi. Chào anh. Ông ơi, thì đúng thẳng để tôi hỏi ý nó coi, chứ gì cái ông la lên nhà. Chứ bà bảo tôi bình tĩnh tới mức nào nữa. Khi không vậy không biết mắc chứng cốt gì giả trai đi tùng quân nhập ngũ. Mười năm trời không khi nào nó biết gỡ về một cái thơ. Tôi với bà ở nhà kẻ đau gan người bệnh suyễn, không có con ma nào lo than thuốc hết à. Ông này nói lạ không? Con nó mắc ở trong quân ngũ thì làm sao nó về nó lo săn sóc cho ông được. Dạ thưa ông bà, có khách. Khách nào? Tên gì? Dạ ông hỏi mạnh quá con quên mất rồi. Thằng tệ quá à. Mới nó đã quên, đáng nhớ lại coi. Thằng đó tướng ta ràng sao con? Dạ thưa ông, không phải thằng. Nói vậy là ông ha? Dạ không phải ông. Ủa, vậy chứ nó là cái giống gì mày? Dạ giống người. Mà người gì? Dạ người ta. Trời ơi, bà coi bây giờ nó đứng nói dằn lân như tôi, bà thấy không? Nó xưng nó tên gì? Dạ ông nói ông là quản lý. Ủa? Dạ không phải, dạ con nói lộn. Dạ tên là Lý Quản. Trời ơi, Lý Quản mà nó kêu bằng quản lý. À bà có quen cái thằng nào tên quản lý? Ủa Lý Quản không bà? À, hỏi lạ à. Hàng Di. Dạ. Ra mời người ta vào. Dạ. Kính chào lão ba, kính chào lão phu nhân. Dạ không dám, xin lỗi ngài ở đâu đến đây vậy? Thưa lão ba,
cháu là Lý Quảng, bạn của Hoa Mộc Lan từ hồi còn sống chung nhau trong một cơ binh ngoài Quan Hải. Hôm nay có lệnh nguyên soái sai tôi đến đây viếng thăm nhị vị lão ba. Chẳng ai nguyên soái có điều chi dạy bảo mà phiền ngài đến đây à? Dạ, nguyên soái sai tôi và phó tướng Thiếu Tiên đem lễ vật đến cho nhị vị lão ba. Phó tướng, cho mang lễ vật vào đây. Dạ, đến đây để nhờ nhị vị lão ba định ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn cho. Dạ, cho con tôi. Dạ phải, làm lễ thành hôn cho Hoa Mộc Lan với tiểu thơ Thiên Kim, ai nữ nguyên soái được bệnh duyên tơ tóc. Trời đất, cho Hoa Mộc Lan và tiểu thơ con gái của nguyên soái. Dạ, đúng thế. Bà ơi, không biết ông quan này đây chơi xỏ mình hay không, ai phở đời nay có chuyện lạ kỳ. Ông nguyên soái ông sai người đi sứ giả mà tính chuyện làm xui với con gái của tôi, cho con gái của ông ta. Thì việc cái gì cũng tại con Hoa Mộc Lan, đó giả trai đi nhập cổ tùng quân, nên ngày nay mới rắc rối như vậy. Con cái của tôi đó bao mẹ bao cha. Con Hoa Mộc Lan ra tới kìa. Con ơi, con chết cha chết mẹ rồi con ơi. Dạ, vừa được thu sư vào báo, con đã biết rõ câu chuyện. Xin cha mẹ hãy an tâm, Lý tướng quân là bạn thiết của con, xin cha mẹ cho phép con được hầu chuyện với người trong giây lát. Cũng được. Dạ thưa nhị vị tướng quân, cứ ở đây nói chuyện với con gái tôi, cho phép vợ chồng già ra ngoài sau quê viên có bẻ qua bắt bướm. Đi bà. Kính chào Lý tướng quân, cha mẹ thiếp vì lý do sức khỏe nên thiếp phải đến hầu ngài. Kính chào Thiếu Tiên đại ca. Dạ không dám, tiểu thơ đây là ai mà tôi nhớ ngờ ngỡ. Thưa tiểu thơ, tại sao tiểu thơ lại biết rõ danh tính của tôi và Thiếu Tiên phó tướng? Lý huynh công nhận ra tôi hay sao? Trời ơi, trai ra Hoa Mộc Lan hiền đệ. Không, phải gọi là Hoa Mộc Lan hiền mùi. Hoa Mộc Lan hiền. Anh không ngờ song cảnh em suốt 10 năm trường cùng song pha giết giặc, chiến đấu cảnh bên nhau. Không ngờ đâu một vị tướng quân có tài cử đánh bạc sơn lại là một nữ nhi qua nhường nguyệt thẹn. Anh còn nhớ cái đêm em kể cho anh nghe câu chuyện Lưu Sơn Ba Chúc Anh Đài không? Anh đã nhớ ra rồi. Thế mà anh lại qua vô tâm, cứ cho những lời nói bông bẫy xa xôi của em là những lời nói của một kẻ si tình trong cơn hoa chén. Hoa Mộc Lan hiền mùi, em có yêu anh không vậy Hoa Mộc Lan hiền mùi? Em yêu anh khi còn là chiến hữu, sống bên nhau trong mỗi đảng làng tên. Ngày về quê thắt thẻo ruột gan mềm, năm tháng vẫn mong chờ ngày tái ngủ. Vậy từ đây em hãy cho phép anh bỏ tiếng Hoa Mộc Lan hiền đầy để âu yếm gọi tên em là người yêu lý tưởng từng sống bên nhau nơi chiến địa mấy năm. Thực tế là đây hay chỉ là trong ý giấc điệp mơ màng. Người chiến binh quay hùng đi trận tuyến giờ quá thành là một quê cát đài trang. Tiếng ân tình thay tiếng kim đan, tình bằng hữu xin đổi bằng tình phú phụ. Và đây là ngày vui đoàn tụ của nghi đôi quyên ương nghi lương Sơn Ba Chúc Anh Đài. Cha mẹ em đang đợi ngoài hoa viên, anh hãy ra đó lại tạ để ra mắt người. Thưa ông bà có khách. Khách nữa. Mời người ta vào, mau lên. Dạ. Dạ kính chào lão huynh. Lão huynh có phải là Hoa Thế Phương, lão anh hùng? Dạ chính là tôi đây. Dạ hân hạnh được gặp lão huynh. Bội Ngọc con, con hãy lại mừng cha mẹ chồng con đi. Dạ con lại mừng cha mẹ. Trời ơi, cái chuyện gì nữa đây nè trời. Thằng là ai mà nhận là dâu con nhà tôi? Kìa cha, em Bội Ngọc. Thiếu Tiên, mày qua đây hồi nào? Còn thằng Hoa Mộc Lan mạnh giỏi hả con? Tệ quá, nó được giải ngũ trở về mà nó không tạt qua để thăm vợ nó. Thưa anh, Hoa Lan hiện giờ ở đâu? Em nóng ruột muốn gặp mặt già. Thiệt tôi điên lên rồi, con cái nó bao cha bao mẹ mà. Phó tướng, phiền ngài nói rõ về con Hoa Mộc Lan cho lão huynh và cháu đây nghe. Bằng không tôi loạn ốc bây giờ, thét rồi đố khỏi vài bữa nữa có một ông già ông tôm cưới tôi cho bà coi. Quý mà cưới ông à? Trời, hôm nay đã lỡ bộ rồi chơi. Vì thằng em rể con đâu phải là đàn ông. Trời, anh nói sao? Hoa Lan của em không phải là đàn ông mà. Thưa tiểu thơ và lão bá, bởi tôi nấm lòng cứu quốc nên phải giả trai đi nhập ngũ tùng quân. Giữa đường được lão bá gả tiểu thơ cho,
Lúc ấy tôi không thể thú lộ sự thật, vì sợ e bại lộ chân tướng thì việc nhập ngũ bất thành. Thôi, thằng Thiếu Tiên nói phải, cha con mình lỡ bộ, lo cuốn gói đặng về. Không, tôi không muốn vì tôi mà Tả Tiểu Thơ phải lỡ làng đời xuân nữ. Nếu lão bá và Tiểu Thơ đồng ý, thì tôi, Tiểu Thơ và Lý Tướng Quân sẽ sum họp một nhà. Trời, nghĩa là... Em cùng với chàng Lan Nghĩa Tóc, thì em đã đẹp như chánh thê. Tiểu Thiếp xin Tiểu Thơ nhận lấy, hiệp một nhà vui chứ trúc mai. Vậy đã chàng nghĩ sao nói ngay? Lòng em đã sự tốt với anh, ơn của em biết lấy chị sanh. Phần anh còn đợi y Tiểu Thơ, và có đành hiệp câu tóc tơ. Lòng cha đã đẹp y gá duyên, còn nghĩ sao ca tỏ cha đó. Tùy quyên đường định chứ thích gia, phần con nào dám đâu cái gia. Ngày tao cùng sao qua đối vui, sao mây nằm xa cánh biển ai. Ngày vui vậy ba tre đính hôn, vậy lại mặt nhận tàu rế con. Bây giờ đến phần tôi tên Thiếu Tiền, ngày chung cùng nơi chôn ái quan, còn dưới sườn biến bào thường mến. Nhìn qua đà nên chứ thất gia, lòng sau này càng thêm con ta. Đừng ưu phiền ông sẽ tính cho, anh nghĩ sao duyên của hai trẻ. Mình nhận lời cho chung kết duyên, đăng một nhà hòa câu ba neo. Xin từ giả về cho nguyên soái hay, người trong phiền không trách chúng ta, vui chúc cầu bách niên đội lừa. Ngài xuống về mong